Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh YouTube của dòng sự kiện. Thì buổi sáng hôm nay ngày thứ bảy ngày 20 tháng 4, em xin cập nhật một số thông tin liên quan đến drama của chị Hồng Loan. Thì như cả nhà đã biết, cái thông tin cái quán bún bò của cái cô lành đó cả nhà, thì hiện tại là cái địa chỉ là 270 xẹt máy đó ha, thì nó sẽ không còn buôn bán nữa. Và tất cả các đồ đạc ở bên quán bún bò đó đã được di dời qua chỗ mới, đồng nghĩa với việc là bún bò trong hẻm gần nhà của Hồng Loan sẽ không còn hoạt động nữa ha cả nhà. Thì hiện tại cái quán này đã được di dời qua bên quận 8 Phạm Thế Hiển rồi. Thì địa chỉ thì tất nhiên là cái cô lành cũng đã thông báo cho cả nhà rồi. Thì cái chuyện cái bà này rút lui khỏi cái nhóm của con ve là một cái động thái rất là tốt đó nha. Nó cả nhà ha. Thì giúp cho Hồng Loan có thể là không còn những cái gì liên quan đến những chuyện quá khứ hay là những cái chuyện mà bà này đâm chọt cho phía bên kia. Thì hiện tại thì bà này cũng đã ngừng giao tiếp, hạn chế giao tiếp với mẹ con của cô Sáu và con Que. Thì con Que thì nó cũng nhân cơ hội này, nó cũng đã đi du lịch cả nhà. Và hiện tại thì nó cùng chồng con nó và cùng với cô Sáu gì đó ha. Thì du lịch khu vực nào thì hiện tại không dám công bố ra. Thường thường người ta đi đâu thì người ta sẽ check-in hay là người ta sẽ đăng những tấm hình tại cái nơi cập nhật thường xuyên, thì con người nó mới thoải mái này nọ. Còn cái cô cháu gái này đi tới đâu thì không dám, chỉ lên ngồi trên máy bay và chụp hình xong là rồi, tới bây giờ là im lặng im ru luôn cả nhà. Thì mọi người đồng đoán có thể là một cái dự án mới hay là một cái bộ phim hay là một cái show trình diễn ở miền Trung ha cả nhà. Mà bây giờ mình đặt ví dụ trường hợp đi, không có cái bầu show nào mà dám mời cô cháu gái này đi diễn cả nhà. Thì hiện tại cô cháu gái này dính scandal, dính như là giống như một sao chổi cả nhà, thì ai mà dám mời cái cô cháu gái này đi diễn nữa đó. Thì cô lành đã rút lui. Và thông tin hôm nay là có nghe nói là hôm nay là sẽ khai trương quán tại bên quận 8. Thì quán bên đó thì một số anh YouTuber quay và chia sẻ rồi, coi như đã quảng cáo giùm cho cái bà lành này để cho bà hướng lại một sự việc tốt hơn. Làm drama cả nhà cũng vậy đó, thì phi đó, khi mà một cái người họ chưa nhận dạng ra một cái điều sai, họ biết họ sai nhưng mà họ chưa nhận dạng được, thì chúng ta sẽ dùng truyền thông để nói và để làm cho họ tốt hơn, chứ không phải là mình dùng truyền thông để chù dập họ luôn. Nên cái vấn đề mà liên quan đến cái bún bò của bà cô lành này mà không còn sự xuất hiện của con ve cả nhà, thì đó là một điều tốt. Đầu tiên khi mình cập nhật cái thông tin này, mình cứ nghĩ đó là con ve nó đã có tiền nhiều, nó mở thêm chi nhánh, mà không ngờ đó là những cái sự di dời địa điểm ha. Thì không biết là, nói đi nói lại, không biết là khi mà di dời như vậy thì qua bên đó và cô lành này có thay đổi được tính tình hay không, hay là vẫn là chiêu cũ, vẫn là kêu gọi quyên góp dựa vào hình ảnh của cố nghệ sĩ. Và nghe đâu là bà đi nhưng mà bạn vẫn mang theo di ảnh của cố nghệ sĩ, thì cũng chẳng khác nào, cũng giống như mẹ con ve cả nhà ha. Mặc dù là em họ thôi, thần tượng quá thì chúng ta cứ để một tấm hình chúng ta chụp chung vui thôi. Còn chuyện mà thờ cúng thì đã có Hồng Loan lo rồi. Hồng Loan lo tại căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm rồi. Chứ bây giờ cứ bắt cố nghệ sĩ đi lung tung hết, di chuyển từ quận 5 qua quận 10, rồi bây giờ di chuyển từ Phú Nhuận qua lại bên quận 8. Nói chung là cố nghệ sĩ chạy lung tung hết, biết ông là đâu. Nhưng mà chính xác nhất á, thì theo tập tục ngàn đời lưu truyền đấy chưa thế nha, là việc thờ cúng á, thì con cái thờ cúng của cha mẹ thì cha mẹ hiện tại cũng vẫn ở nhà với con cái thôi, chứ không đi đâu hết. Còn cái chuyện mà họ có qua bên kia thì vẫn qua lâu lâu rồi đi cà phê cà pháo theo tâm linh nha, cà phê cà pháo hay là đi thăm hỏi bạn bè vậy thôi nha cả nhà. Đó, chứ không phải là họ, chứ không phải là cố nghệ sĩ không có con cái thờ cúng. Nên những vấn đề này mà những người kia họ thờ cúng thì chung là nó quá dư thừa nha cả nhà. Thì ngày hôm nay thì cũng xuất hiện trên mạng một cái thông tin liên quan đến cái anh sân khấu Thái Hoàng ha cả nhà. Thì không biết là bên Việt Nam này ảnh đang được ai cấp phép cho vấn đề là dạy nail và dạy tóc. Anh nói là anh có cái trường dạy tóc và dạy nail, thì không biết là bên đây ai đã cấp phép cho anh ta dạy gì cái chuyên môn này mà anh ta dám tuyên bố là những người mà đi qua nước ngoài, đặc biệt là những người mà định cư ở bên Mỹ, thì khi mà qua bên đó thì tất nhiên là mọi người sẽ bắt đầu công việc, đa số nha, mình nói đa số rồi nha, công nhân cũng có rồi, đa số là họ sẽ đi làm tóc
hoặc là làm móng tay hoặc làm nail đó, tóc là hair đó. Rồi sau khi làm đó thì tất nhiên là trước khi làm chúng ta phải có tất cả các giấy tờ, từ cái giấy ta giấy phép hành nghề cho đến cái giấy vệ sinh hoặc là những cái giấy mà có sức khỏe đó nha. Thì nói chung mới làm được những cái bộ móng tay cho khách bên đó. Thì cái anh bên đây anh dám nói là anh sẽ đào tạo cho những cái người mà có ý định muốn qua bên đó học đó cả nhà. Thì đó là bình thường thôi, nhưng mà anh còn tuyên bố thêm một điều nữa là những người mà qua bên đó học á, thì sau khi được bên của anh đào tạo á, thì bên đó sẽ chỉ cần ôn luyện lại thôi và được lìa là cấp bằng ngay nha cả nhà ha. Và chi phí nó sẽ giảm hơn 5-7 ngàn so với những gì mà qua đó học. Thì một số người bên kia người ta không đồng ý, người ta nói là nếu mà có liên kết thì phải có một cái giấy tờ ký kết giữa hai bên, giữa cái trường của bên Thái Hoàng với cái trường của bên Atlanta gì đó cả nhà ha. Thì rất là nhiều khán giả họ chuyên ngành về cái câu chuyện mà về làm tóc làm nail cả nhà, họ đã phản bác là cái anh này, nói chung là anh này là đang có hình thức là muốn lùa gà tại Việt Nam. Lùa gà ở đây cho mình hiểu nghĩa là áp dụng các truyền thông để kích hoạt mọi người, kích thích mọi người là ở bên đây là có cái nơi đào tạo liên kết với bên Mỹ cho những người mà sắp định cư, những người mà đang chờ visa để được định cư đó nha. Thì tất nhiên anh này sẽ lợi dụng vào cái tình cảnh này để kêu gọi mọi người là vô trường học anh đi. Đóng bao nhiêu tiền, ví dụ như làm tóc là đóng 25, làm nail là 25 triệu, làm tóc là đóng 30 triệu gì đó. Rồi sau đó thì qua bên đó thì sẽ được nhận và được cấp bằng tại trường kia luôn. Mình nghĩ cái chuyện này nó sẽ không bao giờ xảy ra cả nhà, cái vấn đề này sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu như trường hợp mà đúng theo quy định của pháp luật cả nhà, thì những người mà học á, thì nó sẽ là trung tâm bên hội phụ nữ học cả nhà, bên trung tâm bên dạy nghề á, sẽ liên kết những cái trường ở đó bên nước ngoài. Nếu như người định cư bên nước ngoài thì học bên đây, thì bên đây cái bằng cấp tại Việt Nam cấp, thì qua đó thì người ta sẽ kiểm tra lại lần nữa thì nó sẽ còn chấp nhận được. Cái đó là gọi là có thể chấp nhận thôi cả nhà. Còn cái vấn đề mà học tại một cái nơi mà của cái anh Thái Hoàng này rồi xong rồi lại qua bên kia để chấp nhận, thì nghĩ cái điều đó là xa vời, điều đó đều không tưởng được. Anh chỉ tưởng tượng hoặc là anh đang lùa gà, hoặc là anh đang có một cái toan tính gì đó cho cái việc mà lùa gà tại bên đây. Thì cả nhà đây, nếu một người vào học đóng 25 triệu là chưa kể chi phí gì hết, chưa kể vấn đề mà về dụng cụ hay là về phát sinh đó cả nhà, thì một người học ít nhất cũng phải tốn khoảng từ giá 50 triệu mới xong được cái nghề nào cả nhà ha. Thì anh này sẽ dùng cái chiêu lùa gà, thì nếu tính đi là 10 người, cả nhà nhân lên đi, 10 người mà nhân 5 thì cả nhà ra là 500 rồi. Mà nếu 100 người, con số tiền rất là khủng cả nhà ha. Thì tất nhiên là anh ta sẽ dùng cái thức là chiêu lùa gà. Còn hiện tại là Việt Nam thì mình nghĩ là chưa có ai dám cấp phép cho cái anh này đâu cả nhà. Tại vì muốn cấp phép một cái trường gì đó cần rất là nhiều loại giấy tờ, chứ không có đương nhiên gì mà không gì mà muốn lên đăng trên mạng đâu cơ cơ cả nhà. Nếu như đăng như vậy, tuyển sinh như vậy á, thì bên cơ quan chức năng họ sẽ giờ cuộc họp phạt đó, là rất là khẩm đó, chứ không phải đơn giản đâu cả nhà. Tại vì chúng ta mở một cái trường ra thì tất nhiên là phải có đầy đủ thủ tục, tất cả các giấy tờ rất là nhiều, từ bằng cấp cho đến chuyên môn nghiệp vụ cho đến những cái nơi diện tích nữa, cái nơi ở, cái nơi là cái nơi mình học nữa, chứ đâu phải là lên mạng đăng vài ba dòng thông tin vớ vẩn rồi lùa gà và liên kết với một số người bên nước ngoài rồi lùa gà tại Việt Nam. Cái chiêu này quá cũ anh ơi, rất là cũ rồi cả nhà. Thì đó là những lời mình cảnh báo đến khán giả. Nếu như chọn cái nơi mà học có định cư thì cái chuyện định cư nước ngoài thì đó là những vấn đề mơ ước của mọi người đó cả nhà. Mơ ước của mọi người thì qua đó thì nhiên cũng làm, ở Việt Nam cũng làm, ở đâu cũng vậy thôi cả nhà. Thì nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta có cơ hội đi thì chúng ta cứ đi, đi để trải nghiệm, đi để biết thêm kiến thức bên ngoài để như thế nào, để cái thế giới rộng lớn ra sao, chứ không phải như một cái khu vực mà nó nhỏ rồi chúng ta cứ ở đó hoài, rồi chúng ta cứ cho chúng ta là số 1, cho chúng ta là number one, rồi chúng ta cứ muốn làm gì làm. Nó là vấn đề mà chuyện mọi người đi định cư thì rất là vui, rất là hạnh phúc cho cái người đó đó cả nhà. Thì nhưng mà đi thì chúng ta phải có kỹ năng trau dồi, đặc biệt là ngôn ngữ thôi, ngôn ngữ trước nghề nghiệp sau đó cả nhà. Vậy qua đó thì tất nhiên là sẽ được đào tạo theo cái đúng cái chuẩn của cái môn trường bên đó, chứ không phải như kiểu như cái anh Thái Hoàng này lên trên mạng gỉ gã vài câu rồi lùa gà mọi người theo ý đồ của ảnh đó cả nhà. Thì cái điều đó là không hay. Và một cái thông tin nữa là mình nghĩ là anh ta này cố tình làm những vấn đề đó để PR cho mình trước, bằng cách là ủng hộ mẹ con của cô Sáu và con quay bất chấp để phản tố về Hồng Loan, phản bác về Hồng Loan.
cho Hồng Loan là vô ơn các kiểu. Nhưng mà cái người ủng hộ, cái người mà người ta hiểu chuyện, người ta ủng hộ Hồng Loan rất là đông, rất là nhiều, mà anh ta lại đứng giữa sa mạc để chống chọi với cái nắng rắt, thì tất nhiên á, là anh ta sẽ chịu cái kết quả đắng thôi. Mà không ngờ thì sau khi chốt lại những vấn đề, mình nghĩ là anh ta đang tự bia cho Thái Hoàng này, tự bia lên. Bia ở chỗ là anh này đi ngược lại cái lẽ đúng, đi ngược lại cái đúng mà chấp nhận cái điều sai bên mẹ con của bún bò, để chi cả nhà, để cho mọi người biết anh này nhiều hơn. Và hôm nay anh đã lòi ra một cái bộ mặt, đó là anh quảng bá cho cái tiệm tóc và cái tiệm nail, rồi anh quảng bá cho sân khấu Thái Hoàng. Thì tất nhiên là cái chuyện quảng bá hay là cái chuyện marketing thì người đó là chiêu trò của mọi người, nhưng chúng ta phải làm đúng theo mọi người thì nó bình thường. Còn cái này mà anh ta đi ngược lại cái lẽ lẽ đúng hết, anh ta đi một bất chấp cho mẹ con bún bò, anh ta cũng lợi dụng vào những cái thông tin lụm lặt được trên mạng, rồi anh ta nói Hồng Loan các kiểu vô ơn, nó bánh tét nói rồi, anh ta lụm nhặt lại nói tiếp, cuối cùng thì bánh tét cũng đã quay đầu xe với mẹ con bún bò. Và mặc dù là không có nói đứng ủng hộ Hồng Loan, nhưng bánh tét đang tự bảo vệ mình. Thì anh Thái Hoàng này nó cũng vậy cả nhà, anh Thái Hoàng này cũng bất chấp bất chấp những lời ngôn ngữ các kiểu, rồi lên bịa đặt vu khống cho Hồng Loan, vu oan các kiểu, rồi nói là nhà này thì sẽ chia cho cô Sáu và chú Bảy các kiểu. Nói chung là anh này làm dậy sóng cho mọi người rất là nhiều, rồi hôm nay anh ta lại lùa gà tiếp bằng cái hình thức là mở một cái trường để dạy nail và dạy tóc. Thì nói chung thì chúng ta phải cảnh giác cả nhà, cảnh giác trước những cái hành động, cái hành vi này, để tránh mắc những trường hợp là mất tiền mà mang bệnh tức. Thì đó là những đôi lời mình muốn chia sẻ cho cả nhà xung quanh cái câu chuyện là bún bò không còn bán tại Phùng Đình Phan Đình Phùng nữa, và cái hình thức lùa gà mới của sân khấu Kim Thái Hoàng muốn lùa gà những người muốn đi định cư ở nước ngoài đó cả nhà. Giờ em xin phép được tạm dừng và chúc cả nhà có một ngày nghỉ thật nhiều tốt đẹp và bình an. Nhớ ủng hộ, like, share cho kênh Dòng Sự Kiện. Xin chào cả nhà.